Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin địa phương huyện Tân Biên được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay mời quý khán giả điểm qua những tin chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên tổ chức phiên họp lần thứ 40. Huyện Tân Biên triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. đoàn lãnh đạo huyện Tân Biên chúc mừng lễ hội Sandonta của đồng bào dân tộc Khmer. Thưa quý vị, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Tân Biên tổ chức phiên họp lần thứ 40 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Hội nghị do ông Trần Lê Duy, bí thư huyện ủy, chủ trì. Theo đó, trong 9 tháng, sản xuất thương mại dịch vụ tăng 5,98% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp, tiến độ gieo trồng đạt kế hoạch, dịch bệnh cây trồng vật nuôi được kiểm soát tốt. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2024 là hơn 197 tỷ đồng, đạt sắp xỉ 86% so với dự toán. Chế độ chính sách vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và đời sống nhân dân được quan tâm. Trong 9 tháng năm nay, đã kết nạp 81 đảng viên mới, đạt hơn 88% chỉ tiêu được giao kết luận hội nghị, ông Trần Lê Duy, bí thư huyện ủy Tân Biên đề nghị cả hệ thống chính trị cần tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện, công tác nhân sự, làm tốt công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố, nâng cao tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là về quy chế làm việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra. Mới đây, ông Phan Bình Tùng, phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ông Trần Lê Duy, Bí thư huyện ủy Tân Biên, đến dự hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 trong ngành giáo dục huyện. Năm học vừa qua, quy mô trường lớp được giữ ổn định với tổng số trường học hiện nay là 45 trường, mầm non 14 trường, tiểu học 19 trường, trung học cơ sở 12 trường. Tổng số học sinh là hơn 17.820 trên 537 lớp chương trình dạy và học của các cấp học được thực hiện đúng quy định kết quả xếp loại học lực năm học 2023-2024 từ trung bình trở lên đạt trên 5.720 học sinh tỷ lệ 97,7% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt hơn 1.340 học sinh tỷ lệ 100% năm học 2023-2024 phòng giáo dục và đào tạo huyện được xếp hạng gì trong khối phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố Hút. Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2024-2025. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện tuyên dương khen thưởng đối với nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đoàn lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mật trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên cùng các ban ngành đoàn thể đến thăm các gia làng, người uy tín, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Sen Donta. Hiện nay trên địa bàn huyện, đồng bào dân tộc Khmer có trên 360 hộ với trên 31.700 nhân khẩu sống tập trung ở các xã Tân Phong, Tân Lập và Hòa Hiệp. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Tân Biên ghi nhận đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời mong rằng trong thời gian tới, các già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tích cực vận động đồng bào chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhân dịp lễ Senonta năm 2024, đoàn lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương trao tặng nhiều phần quà cho các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Chúc bà con dân tộc Khmer có một mùa lễ Ta vui tươi, an lành, đầm ấm. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an huyện Tân Biên trao 40 phần quà cho các hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tân Biên tổ chức tổng kết phong trào Chữ Thập Đỏ trường học năm học 2023-2024. Năm học vừa qua, Hội chữ thập đỏ các trường học thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được 457 đơn vị máu. Nhiều phong trào tương thân tương ái như Tết nhân ái và nạn nhân chất độc da cam, áo trắng tặng bạn, hũ gạo tình thương được phát động. Qua đó đã tặng 151 chiếc xe đạp, 4.200 quyển tập và 30 chiếc cặp cho học sinh nghèo, hơn 650 kg gạo, 50 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà 544 phần quà cho học sinh nghèo, Tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo mà Hội chữ thập đỏ trường học thực hiện trong năm học 2023-2024 là trên 300 triệu đồng. dịp này Hội chữ thập đỏ huyện trao 3 học bổng tiếp sức đến trường 400.000 đồng một suất từ quỹ trợ giúp nhân đạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chữ thập đỏ trường học và có nhiều lần hiến máu tình nguyện. Mới đây, huyện Đoàn Tân Biên tổ chức lễ ra mắt đội hình, đội thanh niên tình nguyện sơ cứu ứng cứu nhanh tai nạn giao thông. Theo đó, đội thanh niên tình nguyện sơ cứu ứng cứu nhanh tai nạn giao thông huyện Tân Biên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động như phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, cách nhận biết và xử lý các vết thương, cách vận chuyển nạn nhân an toàn, giúp người bị nạn giảm thiểu rủi ro tổn hại đến tính mạng của mình khi không may bị tai nạn giao thông. Đội có 11 thành viên, sau lễ ra mắt, hơn 100 đoàn viên thanh niên ra quân diễu hành, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân về trật tự an toàn giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khuyện Tân Biên hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.